Kính chào quý vị và các bạn. Mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên khả năng là còn kéo dài 2 ngày nữa. Nhiều nơi có mưa rất to, lên tới hàng trăm mm. Mưa lớn nhất đó là hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lượng mưa đây phổ biến là 300-400 mm và có nơi là trên 500 mm. Còn ở Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, mưa từ 150-220 mm, có nơi trên 280 mm. Những nơi khác như là Tây Nguyên thì phổ biến là từ 100-200 mm. Mưa lớn, lũ trên các sông lên cao, cần phải đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, cũng như là hiện tượng ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại những vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị. Ngày mai và ngày kia, Phú Yên mưa vẫn khá nặng hạt và dồn dập. Phải đến thứ tư trở đi thì mưa sẽ nhỏ dần, xảy ra bất chợt vào các thời điểm trong ngày. Riêng thứ sáu tuần sau thì khả năng là trời sẽ không có mưa, chủ yếu là nhiều mây, nền nhiệt cả tuần tới sẽ dao động trong khoảng là từ 27-28 độ, dịu mát. Thanh Hóa nằm ngoài vùng mưa lớn, thế nên là cả tuần tới thì đều không có mưa. Tuy nhiên là thứ tư ở đây thì sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh, thế nên là nhiệt độ trong ngày sẽ giảm dần, trời rét hơn. Nền nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng là từ 22-24 độ. Rét nhất đó là về đêm khi mà nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, chỉ còn là từ 13-16 độ. Ở thành phố Đà Lạt, hai ngày đầu tuần tới thì trời vẫn sẽ có mưa rét, nền nhiệt cao nhất ở đây là 20-21 độ. Từ thứ tư trở đi thì mưa sẽ hết, ban ngày đôi lúc sẽ có những khoảng nắng nhẹ, cảm giác đỡ rét hơn, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên 23-25 độ vào ngày thứ năm. Về đêm thì ở đây trời rét sâu, mức nhiệt chỉ từ 14-16 độ. Trở ra miền Bắc, thủ đô Hà Nội tuần tới vẫn khô ráo, thế nhưng nhiệt độ lại giảm dần do có một đợt không khí lạnh tràn về. Trưa và chiều hai ngày đầu tuần thì nhiệt độ vẫn ở ngưỡng là 24-26 độ. Những ngày sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm dần, dao động quanh mức là 21-22 độ. Về đêm thì trời rất rét, nhiệt độ giảm xuống còn từ 12-15 độ. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới thì sẽ là ít mưa, nắng nhiều. Dự báo là mưa xuất hiện vào chiều tối thứ 2 cho đến thứ 5. Chủ yếu đây là những cơn mưa nhỏ và rất nhanh. Còn từ thứ 6 cho đến chủ nhật thì trời không mưa, nắng từ sáng cho đến cuối giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là từ 31-33 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.